Vâng, xin được cảm ơn và chúc mừng giọng hát của đơn ca nữ Trần Thị Ngọc và tốp múa phù họa đến từ cụm công đoàn cơ sở xã Văn Tiến. Và chúng ta cũng dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng ạ. Thưa quý vị thân mến, tạm chia tay với Văn Tiến ngày sau đây, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc Thơ Tình Cuồn Đối với phần tham gia biểu diễn của song